Táo Khuyết được cho là gã khổng lồ tiếp theo sẽ chơi lớn với công nghệ trí tuệ nhân tạo. Trang tin Silicon Angle đưa tin rằng Apple đã hủy dự án phát triển xe điện tham vọng có tên là Titan và rất nhiều trong số 2.000 lao động trong dự án này sẽ chuyển sang phát triển AI tạo sinh. Market Watch phỏng đoán rằng có thể Apple sẽ sử dụng AI để cải thiện trợ lý ảo Siri trên iPhone hoặc AI cũng có thể được ứng dụng để hạ giá thành và thu nhỏ hơn nữa thiết bị thực tế ảo tăng cường mới nhất của hãng là Vision Pro. Apple không phải là cá biệt trong những gã khổng lồ công nghệ trước nỗi ám ảnh đầu tư vào AI. Hãng tin Barron's ví von rằng, sau cơn địa chấn ChatGPT, các nhà đầu tư ở thung lũng Silicon đã tràn vào AI, tìm kiếm những ý tưởng bom tấn trong mênh mông những kỳ vọng được thổi phồng. Với họ bây giờ, nếu không phải là AI thì không đáng để đầu tư. Năm ngoái, 29 tỷ đô la Mỹ đã được đổ vào AI tạo sinh, một con số kỷ lục. Nhưng câu hỏi mà CNN đặt ra ở đây là liệu đó có là cuộc cách mạng hay chỉ là thị trường bong bóng. Cổ phiếu của Nvidia đã vọt tăng chưa thấy điểm dừng khi lên đến 240% so với năm ngoái. Cổ phiếu của AMD cũng tăng tới 125%. Vốn hóa của tập hợp 7 kỳ quan công nghệ trên thị trường chứng khoán S&P 500 đã tăng hơn một nửa trong năm qua. So với thời kỳ bong bóng công nghệ giữa năm 90, giá trị của 10 công ty hàng đầu thị trường này giờ còn bị thổi phồng hơn. Cơn sốt AI đã lên cao độ như trang tin The Verge bình luận. Nhưng càng kỳ vọng nhiều thì càng dễ thất vọng khi các doanh nghiệp gặt hái những gì AI thực sự có thể mang lại hiện thời. Giờ thì hầu hết các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo kiếm lời từ dịch vụ tăng thêm. Nhưng một khi các công cụ AI vẫn cần có sự phối kiểm của con người, thì thà rằng thuê người làm từ đầu. Vậy nên hãng tin này tin rằng năm nay là năm của sự thức tỉnh nếu mô hình ngôn ngữ lớn thực sự tiết kiệm tiền, AI có thể phát triển bền vững. Còn nếu nó được sử dụng rộng rãi, nhưng kéo theo đó là tranh cãi, rồi điều chân và kiện tụng, mà chỉ mang lại lợi nhuận tối thiểu, ảo mộng AI lại có thể trở thành vực thẳm. Tuấn Trung, phóng viên thường trú Đại trị Việt Nam tại Mỹ.